Này xá lợi tử, vì bốn tịnh lự rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử, vì tám giải thoát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm này xá lợi tử, vì bốn niệm trụ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, này xá lợi tử, vì pháp môn giải thoát không rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử vì mười địa Bồ Tát rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử, vì năm loại mắt rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì sáu phép thần thông rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử, vì mười lực Phật rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạc nhiễm.